Mình đang làm ở công ty WV, vị trí của mình hiện tại đang là DT, tức là nhân viên nhập dữ liệu cho công ty bên mình. Và mình sẽ quan sát các cửa hàng ở trên màn hình máy vi tính và nhập vào các tương ứng với nó. Như là có hai khách hàng vừa mới vào cửa hàng, mình sẽ nhập số 2 vào để cho hiển thị hai người vào. Và khi có người ra, mình sẽ nhập tương ứng với lại các icon này. Những người mới vào sẽ được training trong vòng 3 ngày đầu. Khi họ sẽ nắm vững, họ sẽ được ngồi một mình một session. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Hạnh. Hiện tại mình đang là nhân viên của công ty WAV. Vị trí hiện tại của mình bây giờ là DVA, là một biên tập viên tạo dựng một clip. Giống như là các bạn sẽ cắt bỏ những phần không cần thiết của một cái video đó, nối ghép lại chúng với nhau thành một video hoàn chỉnh và sâu ra cho khách hàng hiểu là video đó nhằm mục đích gì. Công việc này thì cũng không quá là phức tạp, chỉ cần em hiểu biết sơ qua về máy tính một chút sẽ đào tạo cho các bạn trong vòng khoảng một tuần là các bạn có thể thành thạo. Có tính kiên trì, có trách nhiệm một xíu, tập trung cao một chút, tinh thần cầu tiến, nghiêm túc và tập trung. Thì không kỳ thị khuyết tật, mức lương ổn định, bao ăn và bao ở, sếp luôn sắp xếp những chỗ ở gần nhà cho những bạn đấy, luôn giúp đỡ em khi em gặp khó khăn. Xin chào các bạn, mình là Nhàn, đến từ phòng hành chính nhân sự của công ty WAV. Hiện tại công ty đang cần tuyển một số lượng lớn người khuyết tật vào làm tại công ty. Với trong thời gian thử việc, mức lương của các bạn sẽ được áp dụng là 4.8 triệu. Sau hết thời gian thử việc, mức lương chính thức của các bạn sẽ được áp dụng là 5.3 triệu. Ngoài ra, công ty có rất nhiều những chế độ ưu đãi và trợ cấp cho các bạn trong quá trình làm việc. Thứ nhất, công ty có hỗ trợ nhà chung cho các bạn. Thứ hai, công ty có thưởng chuyên cần. Thứ ba, hàng tháng công ty có tổ chức những hoạt động về sinh nhật cũng như là tổ chức những hoạt động về ăn vặt cho các bạn. Thứ tư, với những bạn làm từ 1 năm trở lên, ngoài lương ra thì mỗi tháng các bạn sẽ được cộng thêm 500.000 vào lương. Có thêm những các chế độ khác của công ty như là có lớp học tiếng Anh miễn phí này, rồi có thư viện sách cho các bạn đọc. Thì công ty có rất nhiều những vị trí để các bạn thăng tiến mà không phụ thuộc vào trình độ hay bằng cấp, mà dựa vào những cái tiêu chí đánh giá trong suốt quá trình các bạn làm việc, đó là tinh thần trách nhiệm và sự chuyên cần trong công việc. Thì ứng với mỗi vị trí mới, các bạn sẽ được áp dụng mức lương mới mà công ty đề ra. Công ty WAV luôn chào đón các bạn tham gia ngôi nhà chung của chúng tôi.